Bây giờ phải công nhận là tivi được thiết kế ngày càng đẹp, ngày càng sang, ngày càng mỏng. Đúng là không có điểm nào để chê. Mà hơn nữa nhá, hình ảnh thì ngày càng sắc nét, âm thanh thì ngày càng phê. Mà lại còn tích hợp nhiều công nghệ tiện ích nữa. Đúng là nhức cái nách đấy. Và chính xác là em đang muốn giới thiệu đến các bác chiếc Smart TV Sony Bravia 3LED K43S30 đang được bày bán tại tất cả các siêu thị điện máy MediaMarkt trên toàn quốc. Vậy thì em này có điểm gì mà em nói là không thể chê vào đâu được? Hãy cùng em tìm hiểu nhé. Ngoại hình chính là điểm khiến Thùy Trâm đổ em nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kiểu dáng TV rất trendy khi có màn hình to với kích thước 43 inch, viền siêu mỏng, chiều ngang cũng siêu mỏng. Đế được thiết kế chữ V úp bằng chất liệu nhựa nguyên khối. Thùy Trâm thì rất là thích những thiết kế tối giản cùng với màu đơn sắc như thế này. Trông thì vừa sang chảnh, vừa tinh tế mà lại rất có gu nha. Dù đặt ở đâu thì cũng giúp nâng tầm không gian nội thất của căn nhà. Ui, nhìn hình ảnh này, vừa đẹp vừa sắc nét, màu sắc lại tươi sáng. Nhìn qua video hiển thị như thế nào thì ở ngoài còn phải đẹp gấp 10 lần nhé. Các bác không tin thì đến MediaMarkt trải nghiệm nhé. Đơn giản vì chiếc TV này sở hữu độ phân giải 4K với hơn 8 triệu điểm ảnh, cho độ nét hình ảnh gấp gần 4 lần với độ phân giải Full HD. Hình ảnh được hiển thị một cách sắc nét và tinh tế. Để nâng cấp hình ảnh lên một level mới thì Sony còn trang bị thêm rất nhiều công nghệ. Bộ xử lý 4K HDR Processor X1 với thuật toán giảm nhiễu, hình ảnh chuyển động mượt mà như ngoài đời thực. Công nghệ tạo màu Chiluminous Pro giúp tái tạo màu sắc sống động cho trải nghiệm xem tự nhiên, rực rỡ và cảm xúc hơn. Công nghệ Dolby Vision mang đến hình ảnh chất lượng với độ tương phản cao, giải màu sắc rộng, giúp hình ảnh hiển thị chi tiết, rõ nét, có chiều sâu, chân thật cho người xem. Như các bác đã biết thì Sony rất nổi tiếng với máy ảnh này, màu ảnh. Và ngoài ra thì Sony cũng nổi tiếng với các sản phẩm công nghệ âm thanh. Vậy thì trong TV này được thừa kế những đặc điểm âm thanh ưu việt nào? Hãy cùng Thùy Trâm khám phá nhé! TV Sony sử dụng hệ thống loa kép 2.0 với mức công suất là 20W. Nếu như trước đây thì chúng ta thường quen thuộc với thế hệ TV có âm thanh khá là đơn điệu và chỉ phát ra từ một hướng, thì nay công nghệ Dolby Atmos trên chiếc TV Sony này sử dụng thuật toán giúp tái tạo, giả lập hiệu ứng âm thanh vòm 3D phát ra từ nhiều hướng. Âm thanh thì sẽ được chuyển động theo từng khung hình nhờ vào công nghệ DTS Digital Surround. Những âm thanh từ TV phát ra sống động, có chiều sâu, mang đến trải nghiệm nghe đắm chìm vào những bài hát cùng những thước phim hành động hấp dẫn. Ngoài ra thì công nghệ X-Balance mang đến những trải nghiệm nghe nhạc vô cùng phong phú và thỏa mãn. Chiếc TV này được sử dụng hệ điều hành Google TV. Với hệ điều hành này thì có những ưu điểm, đó là giao diện thông minh và thân thiện với người dùng. Đấy, các bác thấy các phần được sắp xếp đơn giản và dễ tìm chưa ạ? Nền tảng này cung cấp một kho ứng dụng rất đa dạng từ trò chơi, giải trí. Ngoài ra, nhà bác nào có con nhỏ thì còn tuyệt vời hơn nữa, bởi vì trên chiếc TV này có chức năng tạo hồ sơ trẻ em, cung cấp một kho tàng giải trí đầy màu sắc dành riêng cho các con. Không biết các bác nào như em không, rất lười phải gõ tìm kiếm trên thanh công cụ, vừa mất thời gian mà lại vừa dễ bị sai nữa. Nhưng các bác cứ yên tâm khi chiếc TV này có trợ lý ảo Google Assistant tích hợp sẵn micro, cho phép bạn dùng khẩu lệnh điều khiển TV nhanh chóng bằng giọng nói, không cần remote. Mỗi khi mà muốn đổi gió thì Thùy Trâm thường là nghe nhạc này hay là xem phim trên TV vì màn hình to ấy. Thế nhưng mỗi tội là khi bật TV thì nào là phải đăng nhập này, xong rồi tìm kiếm tên bài hát hoặc là tên phim trên chiếc TV này. Thì nay chỉ với một thao tác kết nối, các bác hoàn toàn có thể phát nhạc, phát phim từ điện thoại lên TV dễ dàng thông qua tính năng AirPlay 2 của iPhone và Chromecast. Các game thủ đâu rồi ạ? Nếu muốn có những trải nghiệm chơi game vượt ngoài phạm vi màn hình PC thì đây, chiếc TV Sony này chính là lựa chọn đáng tin cậy thời điểm này. Hãng đã trang bị công nghệ tự động điều chỉnh HDR, công nghệ Dolby Vision cho màu sắc hiển thị rực rỡ, tương phản tối ưu. Ngoài ra, chế độ độ trễ thấp tự động ALLM giúp màn hình hiển thị chuyển động mượt và rõ ràng hơn, từ đó thì những hiệu ứng và thao tác của người chơi cũng được phản hồi nhanh nhạy hơn. Đó, bấy nhiêu công nghệ và tính năng hiện đại tiện lợi được trang bị trên chiếc TV này. Các bác biết vì sao mà em nói là không thể chê được em nó ở điểm nào chưa? Mà thêm một ưu điểm nữa, đó chính là mức giá thì vô cùng phải chăng. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không múc ngay em nó về cho gia đình mình nhé. Sony Bravia 3LED K43S30 đang được bày bán tại các cửa hàng MediaMarkt với giá 13.890.000 đồng. Ngoài ra, khi mua sản phẩm, khách hàng sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá đến 10 triệu đồng, tặng e-voucher ưu đãi trị giá 3.200.000 đồng
cùng với rất nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay muốn được tư vấn hỗ trợ mua sản phẩm, hãy truy cập website mediamart.vn hoặc thegioidienmay.com hoặc liên hệ đến hotline 1900 6788 để được tư vấn ngay nhé.